Xin chào các bạn. Hôm nay á là tôi nói về cái chủ đề là phong trào yêu nước. Và hôm nay tôi nói với tư cách là một cựu chiến binh, nhìn vào cái sự việc, những sự việc đã qua và những việc sẽ xảy tới. Với tư cách là một cựu chiến binh thì các bạn hiểu tại sao tôi nói rằng là những tên phản động phải điên lên vì sự lớn mạnh của phong trào yêu nước. Trước giờ các bạn và quý vị đều nghĩ rằng phong trào yêu nước xuất phát và mạnh mẽ nhất là tình hình ở trong nước, và đặc biệt là những phong trào cờ đỏ là những lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhưng hôm nay tôi nói cái phong trào yêu nước thì các bạn đi hiểu rằng nó đã có một sức lan tỏa ra nước ngoài, nằm trong tất cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vì vậy tôi mới dùng cái từ là phong trào yêu nước. Tức là cái phong trào này không nằm trong phạm vi của chúng hay gọi là đội cờ đỏ hoặc nhóm này nhóm kia, nhưng nó đã có một sức lan tỏa ra nước ngoài. Và hiện giờ các bạn đều thấy rằng là có một số kiều bào nước ngoài, họ đã mạnh dạn, họ đã lộ công khai để chống lại những luận điệu xuyên tạc của những cái bọn phản động mà bọn luôn luôn chủ trương phá hoại đất nước. Bởi vì sao? Họ sống thực tế bên nước ngoài, họ hiểu rõ cái bản chất của chúng nó và hiểu rõ những cái thủ đoạn âm mưu của chúng và hiểu những cái gì chúng thường nói láo xuyên tạc. Cho nên hiện giờ các bạn đã thấy rằng hiện giờ đã có một số kiều bào nước ngoài đã lộ công khai lên tiếng, họ không ngần ngại sợ chúng nữa. Và hiện giờ cũng một số kiều bào nước ngoài, họ tuy rằng chưa công khai liên tiếp nhưng họ vẫn ngấm ngầm ủng hộ những cái lực lượng và phong trào yêu nước. Cho nên ở đây tôi nói cái phong trào yêu nước là tôi nói chung cả những người yêu nước của Việt Nam sống trên địa toàn cầu trên thế giới. Và hiện giờ đã xuất hiện, các bạn đều thấy không, gần đây đã xuất hiện những hiện tượng đã công khai chống đối lại cái bọn chúng. Cho nên hiện giờ bọn chúng đang rất run sợ những cái lực lượng gồm cả trong nước và ngoài nước. Chứ tôi đây tôi không nói là chúng run sợ cả trong nước không nhé. Cho nên gần đây chúng mới bắt đầu có một chuyển hướng, là có một phương pháp chuyển hướng mới để chống lại những lực lượng phong trào yêu nước. Thì tôi ví dụ như vừa qua các vị đều thấy á, ví dụ như anh Bình Hồ ấy, hoặc là ở Anh thì có Michael Watt, hoặc là ở Mỹ có cô Jimmy Tăng đấy, để đã có những tiếng nói rất quyết liệt để chống lại những luận điệu xuyên tạc của chúng. Bởi vì sao? Bởi vì những người này đã thực tế sống gần với chúng và hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của chúng đấy. Cho nên là có những lời lẽ hiện giờ kiều đầu kiều bào nước ngoài đã có những phát ngôn rất mạnh mẽ để chống đối lại chúng. Thì tôi xin dẫn chứng lại là trước kia chúng đã có những âm mưu luôn luôn đánh phát lực lượng phong trào yêu nước trong nước, là gọi chung là cờ đỏ, bởi vì chúng rất sợ lực lượng này, vì lực lượng này là lực lượng nòng cốt nằm trong quần chúng dân mà chúng rất sợ. Cho nên là chúng đã dùng những cái chiêu bài tức là mua chuộc có, hoặc là kích động những cá nhân là đã phá nhau đó, để mà lôi ra những cái đời tư để mà công kích nhau, quên đi cái mục tiêu. Và chúng đã có những thành công, tôi phải công nhận là chúng có những thành công. Chúng đã lôi kéo được một số người để đả kích và công kích nhau đó, mà không đi đến cái trọng tâm chính. Nhưng chúng không thể lung lay được tất cả đại đa số ý chí của những anh em là trong cái lực lượng cờ đỏ mà nằm trong phong trào của chúng mình Anh Quốc. Trong lực lượng này thì chúng ta đều thấy rằng là doanh nghiệp có, công nhân có, người lao động bình thường có, gồm các thành phần trong xã hội. Họ có một tinh thần yêu nước một cách tự nguyện. Và phải nói rằng kẻ thù rất sợ những lực lượng này, bởi vì lực lượng này là lực lượng vô hình, khi cầm thì họ có mặt và khi không cầm thì họ vẫn là dân. Cho nên lực lượng này chúng đang rất sợ lực lượng là cờ đỏ. Và đặc biệt gần đây chúng thấy rằng là các vùng miền liên kết nhau lại rất chặt chẽ và có những hiệp thông rất là kỹ, cho nên chúng càng run sợ hơn. Cho nên vừa qua các vị đều thấy rõ ràng có những hành động hoặc là có những nơi chúng muốn phá hoại, hoặc là có những chúng đang muốn làm những cái việc gì để gây mất ổn định an ninh tổ quốc, thì đều có những lực lượng cờ đỏ, mà các vị hay gọi là cờ đỏ đấy,
như lực lượng này là lực lượng nòng cốt luôn luôn tới để ngăn chặn cho hành vi của chúng, nên chúng rất run sợ và chúng tìm mọi cách, và hiện giờ chúng đang muốn mượn cả một cái kênh truyền thông để mà làm một cái sân khấu để mà công kích lại những lực lượng phong trào quần chúng ở Liên Hợp Quốc. Và các vị đều thấy rằng khi chúng thấy những hình ảnh này đấy, là chúng rất run sợ, và chúng mới run sợ chúng mới điên cuồng lên. Và trên hiện giờ là tôi nói cho các vị hiểu là như vừa qua các vị đều thấy rằng trên Trịnh Đình Thắng đã có một âm mưu, đã có một âm mưu đang muốn phát động ở nước ngoài để mà công kích chống lại cái lực lượng phong trào quần chúng bảo vệ nền tổ quốc mà chúng gọi là lực lượng cờ đỏ. Cho nên hiện giờ trên Trịnh Đình Thắng này đang có một âm mưu thế, đang có một cái vận động trong cả, tôi được hiểu là vận động cả ở trong những cái người sư sãi mà ở một cái vùng nào đó, hoặc là vận động trong cả những cái cộng đồng công giáo. Để làm gì? Bọn chúng hiện giờ đang có một âm mưu mà chúng gọi là không phải chống phá nhà nước, không phải phá hoại nền nước quốc gia, mà chúng có âm mưu đi vào cái mũi nhọn đánh vào phong trào cùng chúng ở nền quốc, mà ở đây chúng ta thường gọi là cờ đỏ. Trên lực lượng này là lực lượng rất nguy hiểm với chúng. Bởi vì sao? Chúng ta đều thấy những lực lượng này là lực lượng họ sẵn sàng hy sinh bất kể tất cả, họ sẵn sàng bước qua cái phần ranh giới của pháp luật. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã từng chứng kiến những cái tội ác của bọn Ngụy trước kia đối với miền Nam. Ở miền Bắc thì tôi xin dẫn giải thêm một chút nữa. Ở miền Bắc thì nhân dân miền Bắc chỉ chịu đựng cảnh bom đạn đấy, và đưa tiễn đưa những con em đi vào chiến trường để giúp sức cùng dân dân miền Nam giải phóng miền Nam. Nhưng người dân miền Nam đặc biệt là thực tế họ sống vào cỏ sát, họ từng thấy những cái hành vi tàn ác của bọn Ngụy quân trước kia và những cái sự hành hạ của bọn Ngụy quyền trước đây. Trên họ, tại sao dân miền Nam họ luôn luôn có những cái sự căm thù ở trong người, nhưng họ sẵn sàng tha thứ những người mà biết yêu tổ quốc, biết về tổ quốc, nhưng họ sẵn sàng không tha thứ những kẻ nào muốn chủ trương phá hoại nền an ninh quốc gia. Bởi vì sao? Họ thực tế sống với xã hội của miền Nam trước kia, đã từng thấy những hành vi tàn ác của chúng, đã từng thấy những cái hành động là bất lương tâm của chúng, mà bây giờ một số đó ra nước ngoài cứ hô hào đạo đức là nước kia, nhưng chúng nhìn lại thực tế xã hội miền Nam trước kia mà nhân dân miền Nam chúng đã từng sống và đã từng thấy. Thấy một trận càn quét, chúng phải bắn giết người, hoặc là chúng cướp tài sản của dân, từ con gà con vịt để mang về sinh hoạt gia đình chúng nó. Cho nên những hành động của bọn Ngụy quyền trước kia và những chế độ tay sai trước, kể cả những quân chư hầu của nước ngoài và Việt Nam, nhân dân miền Nam đã từng chứng kiến, đã từng thấy rõ hành động tội ác. Nên bởi thế cho nên ngày nay họ không muốn thấy lại mỗi chế độ cũ, họ không muốn là một chế độ cũ muốn phục dựng lại, mà họ luôn luôn phải ngăn chặn những cái bước hành trình của chúng. Và hiện giờ chúng đã có những bước hành trình để muốn phục thù hoặc muốn phục hồi chế độ đi, thì cho nên tại sao cái phong trào cờ đỏ ở đặc biệt ở trong miền Nam rất mãnh liệt là ở chỗ đó đấy. Đây tôi không phải phân biệt, như ở ngoài Bắc cũng rất quyết liệt, nhưng mà đặc biệt ở dân miền Nam chúng tôi đều rất mãnh liệt ở chỗ đó. Vì sao? Họ sống thực thế, họ thấy rõ ràng hành vi tội ác của bọn Ngụy không bao giờ họ quên được, mà kể cả đời ông đời cha kể di truyền lại như thế, chứ họ làm sao quên được hành vi của chúng. Cho nên chúng ra luôn luôn ra rã và luôn luôn công kích đánh phá cái lực lượng phong trào quần chúng bảo vệ nền tổ quốc là như vậy. Bởi vì sao? Chúng rất sợ lực lượng này. Lực lượng này họ bất chấp tất cả hy sinh và nguy hiểm, và họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy, trên hướng sợ. Bởi vì nó muốn chính quyền thực tế nhúng tay vào những cái vụ bạo loạn của chúng để chúng vu cáo chính quyền, nhưng chính quyền chưa cần làm, nhưng dân đã ra tay làm rồi, trên chúng rất sợ như vậy. Mà nói tóm lại, chúng gọi là kỳ đà cản mũi. Nói từ dễ hiểu nhất, chúng gọi là lực lượng này là lực lượng kỳ đà cản mũi, tức là cản những cái việc mà chúng đang muốn làm, chúng muốn phá hoại đất nước, muốn gây sự bất ổn của đất nước. Cho nên á, là vừa rồi có một kiều bào ở nước ngoài mà cô Diêm My Tăng cô phát biểu, tôi rất là cảm động. Ví dụ có phát biểu thế này, cô nói rất đơn giản thôi, cô nói là như hồi đó tổng thống Mỹ mà nghe lời khuyên của Bác Hồ với cái lá thư đó, thì chiến tranh Việt Nam không chết hàng triệu người, mà người Mỹ cũng không chết hơn 50.000 người Mỹ, mà hàng trăm ngàn người Mỹ bị thương tật, mà gây nên tổn hại biết bao nhiêu.
trên phải nói Bác Hồ là người sáng suốt thấy cái vấn đề là như vậy. Nhưng mà hiện giờ bọn chúng cứ xuyên tạc, nói xấu Bác Hồ thế này thế kia, nói xấu cả những tướng tài như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng mà chúng không thấy ngu sự một điều nào. Chúng phải nghĩ rằng người ta xấu và người ta thấp hèn, người ta không tài đi, mà tại sao chúng lại thua? Đấy. Cho nên chúng phải có một cái vinh dự là chúng thua những người tài giỏi thì mới là chúng vinh dự. Chúng lại cứ đi nói xấu những là người không tài giỏi, thì hóa ra chúng thua những người không tài giỏi thì chúng quá tồi. Tôi nói thẳng như thế. Cho nên đặc biệt gần đây á, một số kiều bào nước ngoài họ bức xúc, họ rất bực mình đó là những cái luận điệu xuyên tạc của chúng, nói sai sự thật và nói sai cả về đời sống luôn, mà che giấu hết những cái chuyện thối tha xấu nát ở bên nước ngoài mà chúng đang sống. Nên gần đây tại sao một số kiều bào họ lại phải lên tiếng, họ quá bức xúc, họ quá bức xúc vì gì? Họ sống cỏ sát, họ hiểu quá mà bọn chúng nói xạo, nói bức xúc như vậy đấy. Thì hôm nay tôi nói về cái sự là phong trào yêu nước, là phong nó chứ không phải là phong trào cờ đỏ, đây là phong trào yêu nước, nó gồm chung cả kiều bào nước ngoài, gồm chung cả lực lượng trong nước và kể cả những người dân yêu nước mà hiện giờ họ cũng chưa ra mặt. Nói thẳng cái hình thức cờ đỏ bây giờ các vị đều thấy đó là một đại diện thôi, đó là rất những người ra mặt thôi, còn rất nhiều người họ không cần ra mặt nhưng sẵn sàng giúp đỡ về tinh thần hoặc vật chất, hoặc có sẵn sàng họ hành động nếu bọn chúng muốn phá hoại đất nước. Đấy. Bởi vì cho nên bọn chúng rất sợ lực lượng quần chúng, mà lực lượng quần chúng này, lực lượng cờ đỏ là lực lượng nòng cốt then chốt nhất, lực lượng đưa phong trào lên, lực lượng luôn luôn để khuấy động, để đưa phong trào lên, để giữ vững tinh thần đó. Trên các bạn đều thấy rằng á, vừa qua chúng có những âm mưu phá hoại nhưng chúng đều không thành. Có thể rằng chúng đã đạt được một vài cái thắng lợi đó, có thể lung lay được một vài người, có thể kích động được một vài người để mình nêu lên chuyện cá nhân đời tư, nói xấu nhau, gây chia rẽ mâu thuẫn. Nhưng cái chung nhất là các vị đều thấy rằng tất cả những hành vi của chúng làm hoặc chúng bị làm ra đều bị cái sức ngăn cản của lực lượng quần chúng bảo vệ nền Tổ quốc này. Như vừa qua thì cái vừa ra một số kiều bào nước ngoài có lên tiếng như thế, thì cái bản chất của cái bọn ngụy tạc đấy, ngụy thì nó nhiều lắm, đây tôi không gộp chung hết, có một số thì qua Mỹ rất là tốt nhưng có số vẫn mang tư tưởng hận thù, thì lại đem những lời hăm dọa đối với những kiều bào bên đó. Thậm chí chúng hăm dọa là sẽ đánh, sẽ giết thế này thế kia. Chúng tung những cái lời hăm dọa để mà làm hạn chế cái sức chiến đấu, làm nhục ý chí của người ta. Đấy, cho nên là chúng đã đang có những biểu hiện đó. Hiện giờ chúng đang có những cái tư tưởng lời nói và chúng hăm dọa những người Việt yêu nước thật sự ở nước ngoài có những lời công kích chúng lại chúng. Đấy, chúng muốn làm những người này nhục ý. Nhưng chúng nhầm, chúng càng hăm dọa thì cái sự phẫn uất người ta càng dâng cao. Người ta không sợ hăm dọa. Khi người ta dám ra mặt người ta nói thì người ta không đều sợ bất gì hết. Đã nói thẳng như thế. Trên cái tinh thần yêu nước này, tôi nói rằng nó nằm ở trong phong trào yêu nước, nói chung là như vậy. Cho nên bọn chúng rất nhầm, chúng càng hăm dọa thì càng kích thích thêm cái sự căm thù của người ta. Các vị đều nhìn thấy gần đây đặc biệt có một số kiều bào nước ngoài họ lên tiếng rất mạnh mẽ cho đó, họ rất bức xúc, nói thẳng như thế. Cho nên rồi tôi nói thêm một cái điều này nữa, như ví dụ vừa qua đó thì chúng rêu rao là Hạ viện Mỹ nó đem cái nghị sự của Việt Nam về nhân quyền ra để thảo luận, thì chúng hí hửng lắm. Nhưng chúng nhầm một cái điều, cái nước là nước Việt Nam chúng ta hiện giờ đã độc lập, tự chủ và tự quyền, chứ không phải như chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước là Mỹ nói sao phải nghe vậy, thấy chưa? Bởi vì Mỹ nuôi nó, Mỹ nuôi chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì bố nói sao con phải nghe. Nhưng đặc biệt nước Việt Nam chúng ta này phải có mới biết là nước độc lập, tự chủ và tự quyền, không có một đất nước nào can thiệp vào hệ thống chính trị nước Việt Nam. Trên cách bọn chúng hí hửng là Hạ nghị viện Mỹ là thảo luận với đề nghị là nhân quyền ở Việt Nam. Họ có quyền thảo luận tất cả nhân quyền các nước, nhưng đó là thảo luận chứ họ không có quyền can thiệp vào đất Việt Nam. Trên một số bọn phản quốc và bọn phản động lưu vong á, nó hí hửng lắm, nó cứ tưởng là Mỹ sẽ can thiệp vào. Nhưng bọn chúng luôn luôn bị tiêm nhiễm vào đầu óc của chúng là trước kia Mỹ nói sao thì cha ông chúng phải nghe vậy, thì chắc bây giờ chúng cũng nghĩ như vậy. Trên đó là một sự nhầm lẫn hoặc một sự tin tưởng huyền huyền huyễn hoặc là chỗ đó.
Còn bây giờ tôi xin nói thêm là cái chỗ là cộng thêm mà hùa theo về về chống phá cái lực lượng phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc mà chúng gọi là Cờ Đỏ, thì đã xuất hiện có những tên tôi gọi là đĩ bút đó. Vừa đây có những tên Nguyễn Phúc Lộc vậy đó, làm trên nhà báo của báo Nông Nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng một nhà báo Nông Nghiệp mà lại nói chuyện qua nghị sự chính trị thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Có thể tên này đem cái bút ra làm đĩ mất rồi, bởi vì có thể nó sẽ viết bất cứ những gì, nói bất cứ gì là có lợi dụng. Tôi gọi những tên này là những tên đĩ bút, chúng có thể đem bút ra làm đĩ được. Con người chúng có thể đem làm đĩ bán cho ngoại bang được thì chúng có thể đem bút ra bán làm đĩ được. Tôi nay tôi nói thẳng như thế. Thế cho nên hôm nay tôi có những phát ngôn như vậy thì các vị suy nghĩ và nhận xét thêm để cái phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc chúng ta hiện giờ hình thành và phát triển thế nào. Và tôi mong rằng tất cả là chúng ta phải biết xây dựng và phát triển thêm cái lực lượng này trong quần chúng. Để làm gì? Hiện giờ chúng đang có một âm mưu chủ trương đánh phá từ nước ngoài đấy. Đấy, rõ ràng chúng đang có một chủ trương rõ ràng đấy. Thì tin Trịnh Đình Thắng này hiện giờ đang vận động và hô hào ở bên nước ngoài, và chúng lấy cái này để là chúng quyên góp tiền bạc để tung và hỗ trợ cho bọn nước ngoài để mục đích đánh phá vào phong trào này. Chúng đang rất sợ phong trào này và chúng đã điên lên vì phong trào này, cho nên chúng là hiện giờ đang vạch một cái chủ trương kế hoạch rõ ràng để vận động tiền để mà vào mục đích đánh vào phong trào này. Trên các bạn nằm trong phong trào cùng chúng và dân Trung Quốc, đặc biệt là các cái lực lượng nòng cốt trong Cờ Đỏ, phải thấy rõ trước cái âm mưu thủ đoạn của chúng. Có khả năng chúng sẽ dùng những viên đạn bọc tiền đấy, hoặc là chúng sẽ dùng những hành động manh động để gây hoang mang hoặc làm nhục ý chí của anh em. Nhưng tôi tin rằng các lực lượng quần chúng bảo vệ nền Tổ quốc, rất đặc biệt nhất là lực lượng Cờ Đỏ là nòng cốt, luôn luôn vững ý chí và phải giữ lấy quyết tâm đấy. Thì các bạn đều thấy rằng cái Trịnh Đình Thắng này đang có một âm mưu sắp tới rõ ràng luôn đó. Tôi nhìn qua tôi thấy rõ rồi đấy. Đấy, nó đang có một hướng là đánh mũi nhọn vào cái lực lượng này, mà nó tránh tiếng là phản quốc, đánh vào nhà nước, đánh vào lực lượng nhân dân này đây. Thì tôi xin có ý kiến như vậy. Và cái bài phát biểu của tôi hôm nay, và tôi xin có ý kiến để thì có vị nhận xét. Và tôi xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp quý vị một ngày gần nhất.